Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang với những tin tức diễn ra trên địa bàn các huyện, thành phố. Sáng 20 tháng 3, Đảng bộ huyện Mèo Vạc tổ chức hội nghị ban chấp hành để lấy phiếu tín nhiệm theo quy trình 5 bước bổ sung ủy viên Ủy ban Kiểm tra huyện ủy khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Cự Minh Long, các đồng chí thường trực huyện ủy Mèo Vạc. Sau khi nghe tờ trình của Ban Thường vụ huyện ủy về việc lấy phiếu tín nhiệm bổ sung ủy viên Ủy ban Kiểm tra huyện ủy bằng hình thức bỏ phiếu kín, các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã tín nhiệm giới thiệu nhân sự chức danh ủy viên Ủy ban Kiểm tra huyện ủy khóa 19 đối với đồng chí Hoàng Ngọc Thành, trưởng ban pháp chế Hội đồng nhân dân huyện với tỷ lệ phiếu đạt 100%. Phát biểu chúc mừng, giao nhiệm vụ cho đồng chí Hoàng Ngọc Thành, đồng chí Vương Ngọc Hà, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện mong muốn trên cương vị công tác mới, đồng chí Thành tiếp tục phấn đấu, không ngừng rèn luyện, phát huy năng lực sở trường, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong tập thể Ủy ban Kiểm tra huyện ủy, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chiều ngày 20 tháng 3, huyện Bắc Quang tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ quản lý trường học. Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân huyện Bắc Quang đã công bố các quyết định bổ nhiệm đối với bà Nguyễn Thị Hiền, Phó hiệu trưởng trường Tiểu học Hồng An, giữ chức vụ hiệu trưởng trường Tiểu học Hồng An. Bổ nhiệm bà Vi Thị Chiến, Phó hiệu trưởng trường mầm non Đồng Tâm, giữ chức vụ hiệu trưởng trường mầm non Đồng Tâm. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 8 tháng 3 năm 2023. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Văn Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bắc Quang chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo quản lý, đồng thời tin tưởng các cán bộ lãnh đạo quản lý được bổ nhiệm sẽ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác lãnh đạo, quản lý các hoạt động của đơn vị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của huyện Bắc Quang. Chiều ngày 18 tháng 3, huyện đoàn Yên Minh, văn phòng Blend phối hợp với Hội đồng nhân dân huyện tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại giữa lãnh đạo thường trực Hội đồng nhân dân huyện Yên Minh với Hội đồng trẻ em huyện. Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến đối thoại trực tiếp với các đồng chí lãnh đạo Hội đồng nhân dân huyện về các vấn đề liên quan đến trẻ em, như vấn đề trẻ được bảo vệ như thế nào khi tố cáo bị xâm hại tình dục, khi bố mẹ bắt trẻ lấy vợ, lấy chồng khi chưa đủ tuổi thì bị xử lý như thế nào, vấn đề an toàn của trẻ trên không gian mạng, vấn đề ngăn chặn tình trạng mua bán, sử dụng thuốc lá điện tử trong trường học và vấn đề quyền vui chơi của trẻ em. Tất cả những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, mong muốn của các em học sinh đều được lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện và lãnh đạo các ngành tiếp thu, giải đáp và định hướng cho các em để các em yên tâm học tập, vui chơi. Thông qua buổi tiếp xúc đối thoại đã tạo môi trường thuận lợi và nâng cao năng lực thực hiện quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề liên quan đến trẻ em theo quy định của pháp luật và công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em. Vừa qua, đoàn công tác của huyện Mèo Vạc do đồng chí Nguyễn Huy Sắc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm trưởng đoàn, đi khảo sát địa điểm xây dựng một số hạng mục công trình cặp cửa khẩu song phương Sampul, xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, Việt Nam, trấn Tiền Bồng, huyện Phú Ninh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Để công trình cửa khẩu Sampul khu vực mốc giới 456 xã Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc hoàn thành theo tiến độ, đoàn công tác của huyện tiến hành khảo sát thực địa để điều chỉnh một số hạng mục giao thông phù hợp với tình hình thực tế theo đề nghị phía Trung Quốc. Sau khi khảo sát, đồng chí Nguyễn Huy Sắc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu ngành chuyên môn của huyện sớm hoàn thiện bản thiết kế trình cấp có thẩm quyền xem xét trước khi hai bên tiến hành hội đàm thống nhất phương án mở đường giao thông tại cửa khẩu Sampul. Tiếp đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công công trình chỉnh trang khuôn viên tượng đài Bác Hồ tại thị trấn Mèo Vạc. Hội nông dân xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 12, nhiệm kỳ 2023-2028. Hiện nay, xã Đạo Đức có 670 hội viên hội nông dân. Nhiệm kỳ qua, hội nông dân xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phối hợp với các cấp, các ngành tổ chức 8 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, sửa chữa máy nông nghiệp cho 270 lượt hội viên tham gia. Nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho 120 hội viên vay vốn với tổng dư nợ trên 5,4 tỷ đồng. Được vay vốn và tập huấn kiến thức, nông dân có nguồn lực phát triển kinh tế. Đến năm 2022, thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng trên năm. Trong đó có 117 hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, 11 hộ nông dân thực hiện chương trình cải tạo vườn tạp, tạo sinh kế cho người dân giảm nghèo bền vững. Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, đại hội đã bầu 17 ủy viên ban chấp hành và bầu chủ tịch hội nông dân xã nhiệm kỳ mới. Vừa qua, công đoàn công ty cổ phần thủy điện sông Chảy 5 đã tổ chức đại hội công đoàn cơ sở khóa 1, nhiệm kỳ 2023-2028. Được thành lập từ tháng 5 năm 2022,
công đoàn công ty cổ phần thủy điện sông Chảy 5 là công đoàn doanh nghiệp thứ hai trên địa bàn huyện Xín Mần được thành lập. Đến nay, công đoàn công ty cổ phần thủy điện sông Chảy 5 có tổng số 22 thành viên, trong đó có 3 đoàn viên nữ. Từ khi thành lập, công đoàn công ty đã luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện. Cùng với sự nỗ lực của đoàn viên, công đoàn công ty đã thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của một tổ chức công đoàn. Đời sống người lao động được quan tâm và cải thiện. Đây là yếu tố quan trọng tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động công đoàn phát triển. Phát biểu tại đại hội, lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện mong muốn Ban chấp hành công đoàn công ty cổ phần thủy điện sông Chảy 5 tiếp tục phối hợp với Ban giám đốc công ty và chính quyền địa phương để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động. Tại đại hội đã bầu ra 3 đồng chí vào Ban chấp hành khóa 1, bầu đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên. Thực hiện kế hoạch triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023, sáng ngày 20 tháng 3, Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa gia đình huyện đã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Đồng Văn tổ chức buổi tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế dân số năm 2023. Trong thời gian từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 3, các học viên được giảng viên của Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh truyền đạt các nội dung về tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, khám sức khỏe trước khi kết hôn, tầm soát, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh, tập huấn kiến thức, kỹ năng về chuyên môn nghiệp vụ, quản lý dân số cho cán bộ dân số xã và cộng tác viên thôn bản. Bên cạnh học lý thuyết, các học viên còn được báo cáo viên đưa ra các bài tập thực hành, trả lời những câu hỏi nhằm giúp cho học viên nắm vững kiến thức và áp dụng vào thực tiễn có hiệu quả. Ngày 19 tháng 3, Quỹ Từ Thiện Sen và các nhà tài trợ phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Mê tổ chức buổi lễ khánh thành đưa vào sử dụng điểm trường thôn Ký Thì, xã Yên Cường. Điểm trường thôn Ký Thì có 2 cấp mầm non và tiểu học, nằm cách trung tâm xã hơn 15 km, với điều kiện giao thông đi lại hết sức khó khăn. Hiện nay, điểm trường có 81 học sinh, 100% là con em đồng bào dân tộc Mông. Trước đây, do chưa có cơ sở vật chất kiên cố, nên các cháu phải học trong phòng học tạm bợ. Thông qua kết nối, Quỹ Từ Thiện Sen và các nhà tài trợ đã đến khảo sát và hỗ trợ toàn bộ kinh phí xây dựng công trình điểm trường. Sau hơn 7 tháng thi công, điểm trường đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, với tổng kinh phí xây dựng 1 tỷ 650 triệu đồng. Tại buổi lễ khánh thành, đại diện đơn vị nhà tài trợ bày tỏ sự chia sẻ với những khó khăn vất vả của thầy cô và trò điểm trường thôn Ký Thì, đồng thời mong rằng sau khi bàn giao công trình, nhà trường cùng học sinh sử dụng công trình sao cho hiệu quả thiết thực. Chúng tôi cũng mong muốn là mọi người cùng chung tay, cùng đồng hành, cùng góp sức để lan tỏa niềm vui đến với những vùng xa, những nơi còn chịu nhiều khó khăn. Điểm trường được xây dựng là mô hình cụ thể trong thực hiện chủ trương xã hội hóa, chung tay chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của huyện Bắc Mê. Sự quan tâm, hỗ trợ là động lực, niềm vui, khích lệ thầy cô giáo và học sinh điểm trường nâng cao chất lượng dạy và học. Sau khi được các nhà tài trợ hỗ trợ và xây dựng thì bây giờ các em đã có một ngôi trường mới, khang trang, sạch, đẹp và có đầy đủ đồ dùng học tập và bàn ghế, tạo điều kiện cho các thầy cô giáo và các em học sinh được học tập tốt hơn. Dịp này các nhà tài trợ còn trao tặng những suất quà ý nghĩa cho các em học sinh và giáo viên điểm trường. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Củng Thị Mẩy tặng điểm trường một máy lọc nước, giúp cho các em học sinh và thầy cô giáo có nước sạch để uống. Dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Bắc Mê đã tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc đóng góp cho sự phát triển giáo dục của xã Yên Cường, huyện Bắc Mê. Ngày 19 tháng 3, xã Việt Hồng, huyện Bắc Quang cùng các đơn vị tài trợ đã tổ chức lễ khởi công cầu Tát Mỏ, thôn Hồng Quân. Khu dân cư Tát Mỏ, thôn Hồng Quân, xã Việt Hồng có con suối Ham chảy qua. Khi trời mưa, nước lũ thường dâng cao, chảy xiết, nguy hiểm cho việc đi lại của nhân dân, nhất là trên 50 cháu nhỏ tới trường. Thông qua kết nối giữa Hội Thiện Nguyện Bắc Quang, Công ty Khang Việt và nhóm Nhịp Cầu Hạnh Phúc, Cộng đồng 5K Việt Nam và các nhóm hảo tâm khác sẽ tài trợ xây dựng cây cầu cứng qua suối Ham. Tổng trị giá cây cầu là gần 300 triệu đồng, trong đó ngoài các đơn vị tài trợ, nhân dân trong xã, trong thôn cũng đã đóng góp tiền mặt và ngày công trị giá gần 100 triệu đồng. Dự kiến cây cầu sẽ hoàn thành sau hơn 2 tháng khởi công. Cây cầu cứng qua suối Ham được xây dựng nối khu dân cư Tát Mỏ, xã Việt Hồng với thôn Cầu Ham, thị trấn Việt Quang và thôn Hùng Mới, xã Hùng An, sẽ giúp cho nhân dân và các em học sinh trong thôn đi lại an toàn, thuận tiện và tạo điều kiện cho người dân được giao lưu, trao đổi hàng hóa, giao thương kinh tế với những địa phương khác trong huyện.
Đám hiếu của gia đình ông Sầm Văn Quế, thôn Nà Xá, xã Yên Định, huyện Bắc Mê có người nhà mất từ ngày mùng 5 Tết Nguyên đán và đã tiến hành chôn cất ngay sau đó. Đến nay mới làm ma khô theo phong tục địa phương. Đây là đám thứ 5 được triển khai tại thôn theo nếp sống văn hóa mới. Trước đây, mỗi đám hiếu được người dân tổ chức trong thời gian từ 3 đến 4 ngày, nhưng nay đều được giảm xuống trong thời gian 2 ngày, 1 đêm. Tất cả các hủ tục như cúng lợn, trâu, bò, linh đình đã giảm hẳn. Nhờ đó mà chi phí cho một đám hiếu cũng đỡ tốn kém hơn rất nhiều. Đám tang này cũng thấy cải cách rất nhiều. Còn là theo trước đây nó còn cái thủ tục. Còn là làm ta làm khơi đấy, gọi là dựng lán ngoài đồng. Đến giờ phút đây làm xung họp tại gia đình, đám tang. Tôi cũng là đến đây cũng làm trong gia cho cháu thì thấy tiết kiệm và cũng là cái rất gọn rất nhiều. Từ khi chỉ thị số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đề án số 02 của Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Mê được triển khai thực hiện, đến nay thôn Nà Xá đã xây dựng đưa vào trong quy ước và được các gia đình đồng tình hưởng ứng. Các đám hiếu sẽ có bí thư chi bộ, trưởng thôn và người có uy tín nằm trong ban tang lễ. Các chi hội đoàn thể như cựu chiến binh, phụ nữ, đoàn thanh niên tham gia giúp gia đình làm việc nhà, bố trí người phúng viếng, tránh tập trung đông người. Hôm qua tổ chức thực hiện được mấy đám này thì đối với thôn Nà Xá chúng tôi thực sự đã cải tiến được cũng nhiều. Nói chung về vấn đề các lễ ta khơi thì cũng giảm bớt, thực hiện đúng theo cái đề án số 02 đề ra. Theo phong tục của địa phương, trước đây khi gia đình có đám hiếu, các con dâu, con rể, mỗi người phải làm một lán để con cháu, người dân đến phúng viếng. Mỗi người phải làm một lễ cúng, trong đó phải có con lợn, tiền mặt rất tốn kém. Nhưng nay tất cả con dâu, con rể gộp vào làm chung một mâm lễ và chỉ là những sản vật đơn giản của địa phương như lạc, gạo, ngô, gà. Thực hiện từ trước đến nay là Nà Xá chúng tôi là thực hiện đã được rất là nhiều đám và rất là có thực hiện rất là có hiệu quả. Thứ nhất là cái cải tiến đấy, thì đối với lễ như ở thôn là trước là lễ làm ta làm khơi là nó là nhiều lắm. 3-4 lễ rồi 4-5 lễ liền, còn bây giờ chúng tôi thực hiện đấy là dồn vào. Thời gian của một đám hiếu giảm nên chi phí cho các thầy cúng cũng giảm theo, từ 7 triệu đồng một đám đến nay cũng chỉ còn 2,5 triệu đồng. Thời gian tôi làm cũng theo hương ước địa phương quy định, cúng cán này tùy theo gia đình, lòng hảo tâm của bà con, thôn bản. Tiếng trống, tiếng chiêng, tiễn biệt người quá cố, đồng thời nhắc nhở con cháu không nên lãng phí, không phải cúng bái linh đình mới là có hiếu với người đã khuất, mà chỉ cần tấm lòng thành là đủ. Chỉ thị số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đề án số 02 của huyện Bắc Mê đã đi vào cuộc sống người dân thôn Nà Xá, xã Yên Định, huyện Bắc Mê. Đây cũng là thôn điển hình trong thực hiện các tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Người dân đang thực hiện nâng cao tiêu chí, trong đó các hủ tục đang dần lùi xa khỏi cuộc sống của 116 gia đình đồng bào dân tộc Tày nơi đây. Nhằm thiết thực kỷ niệm 77 năm Ngày Thể thao Việt Nam và 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, vừa qua thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì đã tổ chức lễ phát động cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo thị trấn Vinh Quang kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị trấn tích cực hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, phát huy vai trò tác dụng của việc luyện tập thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe cộng đồng, tạo lập lối sống văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Sau lễ phát động, gần 200 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, đoàn viên, thanh niên và nhân dân thị trấn Vinh Quang đã tham gia chạy hưởng ứng với cự ly 1 km từ chợ trung tâm huyện đến cửa hàng xăng dầu Đồi Vật Tư và chạy ngược lại. Ủy ban nhân dân xã Pà Vầy Sủ, huyện Xín Mần cũng vừa tổ chức lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023, hưởng ứng ngày quốc tế hạnh phúc 20 tháng 3 và chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Buổi lễ đã phát động toàn thể nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao, hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.
đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và vai trò tác dụng của luyện tập thể dục thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trong cán bộ và nhân dân trong xã ngày càng phát triển. Kết thúc buổi lễ, các cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân tham gia chạy với chiều dài 1 km và tổ chức thi đấu các môn thể thao truyền thống như đẩy gậy, kéo co và đi cà kheo. Qua các hoạt động đã tạo khí thế sôi nổi, đoàn kết. Những tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.